cho nên là thoải mái đi. Nhưng trước khi có Tăng Phúc tự tin như bây giờ thì Tăng Phúc đã từng khó khăn đến mức nào? Anh buồn nhiều, anh bị trầm cảm, mà anh bị chê nhiều quá anh trầm cảm luôn. Tại hồi trước anh là một người không tự tin, thật sự hồi xưa anh không tự tin. Anh hồi xưa đi hát anh chỉ còn được khuyến khích này nọ mà anh nghĩ là hát dở. Nhưng cái bạn anh nói là giọng mày đặc biệt, nghe là biết liền á. Xong cái anh cũng cố gắng, anh lên Sài Gòn cũng đi hát cà phê này nọ. Xong cái anh cũng được mời đi hát, cũng được trả cách xê, bắt đầu tự tin lên chút xíu. Xong cái được mời Huy mời đi hát thì anh cũng vậy là mình hát cũng hay cái ta. Xong bắt đầu mình được cái giải đón nhận, cái mình tự tin lên, xong cái tự nhiên có mớ người chê mình, cái làm cho mình bị trùng lại. Cái mình quanh tự nhìn bản thân mình, anh là một người rất là hay soi lại bản thân mình trước khi mà mình người ta nhận xét mình cái gì á. Anh nhìn lại bản thân mình, anh nói ok, thực ra mình có tốt như vậy hay không, mình có hay như người ta nói hay không, người ta khen như vậy là người ta có bị làm khen mình quá hay không, những người chê này có chê đúng hay không. Thì anh cũng bắt đầu gom góp những cái lời góp ý đó. Có những lời góp ý thật sự là không đáng nghe, tại vì nó toxic quá. Nhưng mà có những lời góp ý nó khá là chân thành, mình cũng lắng nghe và mình sửa lại. Tới lúc mà mình sửa xong rồi, mình thấy mình cũng đã chỉnh sửa lại cái cách hát cái này kia để cho nó phù hợp hơn, mình cũng thấy nó hay hơn rồi. Thì những cái bạn mà chửi toxic á, vẫn chửi thì anh nói vậy là nó muốn chửi cho vui thôi. Nó chửi cho mình tuột mút chơi thôi, chứ nó không phải cố góp ý làm cái gì đâu. Còn những người mà có những người ta cũng khen tiến bộ hơn rồi, thì mình cảm thấy là thật ra mình cũng có sự tiến bộ, nhưng mà những cái bạn đó toxic quá nên là họ không muốn nhìn thấy và họ không muốn công nhận cái chuyện đó thôi. Cho nên là mình bỏ cái điều đó qua bên và mình sống lạc quan hơn, nó kiểu vậy. Cho nên là sau cái lần bị trầm cảm đó thì anh nghỉ hát khoảng 2 tháng để anh tự nhìn ngắm bản thân mình lại và tự tập luyện, tự suy nghĩ về những cái gì mà trước đây mình đã từng làm. Anh thấy trước đây khi mà những cái show diễn mà anh diễn mà xong anh thấy vui á, là anh nghĩ như nè, hôm đó trước khi diễn show là mình có một cái kịch bản trong đầu, là mình sẽ kể chuyện cho khán giả nghe, mình sẽ câu chuyện này, mình sẽ kể câu chuyện gì, mình sẽ tính toán làm sao cho khán giả vui. Là tâm lý của mình lúc đó mình đang mong muốn mình làm cho người ta vui vẻ, mình đang mong muốn là mình hát cho người ta nghe thật hay. Còn bây giờ tâm lý của mình là chết rồi, sắp lên sân khấu rồi, bữa nay mình hát không biết mình có bị hát dở hay không, mình có biết mình có bị cái gì không, mình có bị chê nữa hay không. Đó, tâm lý nó bị ngược với những cái gì trước đó mình hay làm đó. Không, cái nghĩ là mình đang bị đi sai hướng, mình đang bị những cái người đó làm cho mình bị mất phương hướng, mình làm bị mất cái con người thật sự của mình á. Xong cái thấy buồn, xong cái sau đó anh vật bản thân vậy, anh cố tình anh xin nghỉ 2 tháng để anh cố anh làm cho bản thân anh nó làm quen với cái chuyện mà toxic đó đi. Xong cái thấy thoải mái hơn thì bắt đầu anh hát hay lại, anh cảm thấy anh hát hay hơn. Anh cảm giác là vô một cái chương trình anh bắt đầu anh có hứng để anh kể chuyện hài hơn. Mặc dù là anh kể chuyện không hài, anh biết là anh kể chuyện không hài, nhưng mà khán giả của anh sẽ thấy là cái câu chuyện đó nó xàm. Ví dụ như anh kể cho em nghe câu chuyện ăn khế chả vàng đi, anh nói là ok, bây giờ là cái ông bố đó, ý cái ông anh đó, ông sẽ bay, ông sẽ được con chim nó chở về, đọc được con chim nó kêu nặng quá, bây giờ thả vàng xuống đi. Nó không, tôi không thả. Thế là con chim thả ngàn gơn xuống biển. Ca khúc theo mà vì cùng lắng nghe thế giới mất đi một người. Nếu như vậy nó sẽ là một cái hài, nó hài nhỏ, nó vui vui thôi, chứ nó không phải là hài rần rần như các anh diễn viên, nó mình không có duyên tới mức đó. Thì mình sẽ làm khán giả cảm thấy vui vẻ, một ca sĩ người ta dẫn dắt vô một cái bài hát nó lạ quá, nó kỳ lạ quá, nó thú vị quá, kiểu như vậy. Thì anh bắt đầu có năng lượng để làm cái chuyện đó, thì anh thấy bắt đầu mình yêu cái sân khấu hơn. Chứ trước đó thật sự là mỗi lần bước lên sân khấu là một cái cực hình đối với anh luôn á. Anh chết rồi, mà cứ suy nghĩ về cái chuyện mình làm sao mình hát hay hơn, làm sao mình không bị chê á. Mình cứ nghĩ cái đó ra thành nó tự làm cái áp lực cho bản thân mình á. Xong mình bị kìm cái bản thân mình lại. Áp lực của Tăng Phúc hiện tại là gì? Hiện tại thì anh chỉ hồi mấy đợt trước thì anh chỉ bị sức khỏe thôi. Anh bị sức khỏe thôi. Giờ anh đỡ hơn rồi, anh thấy tâm lý anh nó ổn hơn. Thật sự cái bữa anh nằm viện là căng thẳng lắm. Anh nằm viện mà anh suy nghĩ hoài luôn. Anh cứ nói làm sao mình ngủ rồi. Ngày mai họp báo của mình rồi, sao mình đi tới họp báo đây, người ai sẽ giải thích như thế nào, mình người ta bệnh, mình nói mình bị bệnh người ta có tin hay không, rồi mọi thứ, cái bữa họp báo nó sẽ diễn làm sao, rồi anh Huy có nói đúng những cái ý mình muốn nói hay không. Rồi xong rồi cái ngày hôm sau là ngày rehearsal của chương trình nữa, rehearsal anh không lên được. Rồi cái bữa cuối cùng là tổng duyệt sân khấu, anh phải năn nỉ bác sĩ, nó cho em xin nửa ngày thôi, cho con xin nửa ngày con đi ra con lên tổng duyệt chương trình, tại vì nếu không tổng duyệt thì con sẽ không diễn được, mà con không diễn được thì nó ảnh hưởng tới rất nhiều người, rất là nhiều người, cả một cái chương trình lớn như vậy, và nó ảnh hưởng cực kỳ
lớn luôn, có bác sĩ năn nỉ bác sĩ cho ra, bác sĩ nói giờ 1 giờ quay lại nha, 5 giờ bác sĩ vô truyền thuốc các kiểu, 7 giờ là quản lý trợ lý tới đón đi, tới đó là rehearsal, xong tới 3 giờ mới xong, đó là phải bị kéo lại tới 3 giờ mới xong, cái ráng 3 giờ xong rồi cái quay lại bệnh viện ngủ lại một đêm lại nữa và truyền thuốc các kiểu, là hôm sau mới xin xuất viện. Đúng là 3 ngày nữa mới được xuất viện, mà xin xuất viện trong ngày hôm sau đó luôn, tại vì tới ngày quay hình rồi, quay hình xong các kiểu là vô rồi quay thêm 2 ngày hôm sau nữa, là quay thêm mấy ngày sau nữa là về, tại còn quay xong công nó còn phải quay những cái tiết mục và những cái chọn bài này nọ kia của công sau nữa, nói chung là cũng nhiều vấn đề, nhiều cái tình tiết khác nữa, nó như mình quay một cái chương trình nó rất là phức tạp, cho nên là phải quay thêm mấy ngày nữa thì cũng khá là cực. Cũng quay xong thì bác sĩ nó bây giờ ráng quay xong thì quay trở lại tái khám, thì cũng quay lại tái khám thì trộm vía là cơ thể nó cũng bắt đầu nó có năng lượng đó, tại vì bác sĩ cũng truyền một số lượng nhất định rất là nhiều thứ vô người mình, cho nên là sức khỏe mình cũng bắt đầu nó cân bằng lại, thì mình đỡ hơn, bắt đầu mình cảm thấy là mình có sức hơn, mình có năng lượng nhiều hơn, thì nó uống thuốc dần dần thì tới giờ thì hút đã hồi khoảng 90% rồi đó. Anh có sợ không đủ thể lực để theo được lịch trình của chương trình không? Đó là anh trải qua cái giai đoạn đuối đó rồi đó, anh bị rồi chứ còn sợ gì nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi thì anh thấy là mình bắt đầu làm quen dần đó. Nghĩa là lúc anh, ngay cả lúc anh bệnh thì anh vẫn làm được cái chuyện đó và vẫn vượt qua được cái đó, thì anh nghĩ là bây giờ anh khỏe rồi thì chắc chắn là anh sẽ còn có thể làm tốt hơn những cái gì mà trước giờ anh làm nữa, thì anh sẽ cố gắng hết sức và giữ sức khỏe mình để mình có thể làm những cái tiết mục nó trở nên thật là hay và cố gắng cống hiến hết mình cho khán giả. Lúc anh nhập viện thì các anh có nhắn gửi, chia sẻ gì không? Lúc mà Phúc nhập viện thì Phúc không có thông báo cho mọi người biết. Thì lúc mà nhập viện nửa đêm mà đâu có thông báo gì, tự nhiên tôi bị nhập viện rồi, đâu khó. Nhập viện là đơ luôn, Phúc không dám nói với mẹ luôn mà. Hôm sau mẹ gọi, mẹ thấy tin báo mẹ gọi, không có đâu, trời ơi, con bị bệnh nhẹ thôi, cảm sốt bình thường thôi. Mọi người sợ bị sốt xuất huyết, mọi người đem bệnh viện thôi chứ không gì đâu. Trời ơi, bệnh nhà báo đăng lên, nhìn cho nó sực tội nghiệp. Nói dối mẹ như vậy đó để cho mẹ không có lo lắng nhiều. Nhưng mà thật ra là sau hôm đó thì cũng khỏe hơn rồi, cho nên là lúc mà nói chuyện thì mẹ cũng tin, thì mẹ cũng thấy đỡ, thì mẹ cũng tâm lý mẹ cũng sẽ thoải mái hơn, mẹ không có lo lắng. Còn với các anh thì đến lúc mà lên báo thì mọi người mới thấy, thì mọi người mới nói ủa thằng Phúc nhập viện hả? Nói mình cũng không có đọc được, dọc tin nhắn nó dài. Tại mình nằm viện mình đâu có, mình mệt mình đâu cầm tới điện thoại đâu, thì cứ để đó đó. Thì tâm lúc mà mình tâm trạng với là sức khỏe mình nó đỡ hơn rồi, nó khỏe hơn á, thì bắt đầu mới cầm điện thoại lên, mới nói là tối qua em nhập viện thì em đỡ rồi mọi người, không sao đâu. Quỷ cây trần nhắn tin, anh ơi, anh sao rồi, có sức không, ngày bữa sau rehearsal có đi rehearsal được không? Cái nó là rehearsal không nổi. Thì nó nói anh ráng nghe, em cũng sắp bệnh tới nơi, em muốn bệnh rồi. Hôm đó cây trần cũng muốn bệnh luôn rồi, là hôm diễn xong cây trần cũng ho. Nhưng mà bữa đó là Phúc là vừa mới ra khỏi bệnh viện thì cây trần thì cũng ho, là hai anh em cũng bệnh, anh Tùng cũng bệnh luôn. Nói chung là cả một chương trình bệnh nhiều lắm, 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi, nhiều rồi, anh lớn tuổi hết rồi, cho nên là chương trình vượt ngàn bệnh tật là có thật. Thì cây trần nhắn như nè, anh ráng khỏe nha, ở trong bệnh viện ráng tập 4 người nha anh. Lại có một cái động tác Phúc nhảy á, là Phúc co người búng lên gì nè, nó kêu ráng tập 4 người nha anh. Thật sự lúc đó hả, muốn chửi mà không có sức chửi. Nói trời là trời, mình đã bệnh hoạn trong người rồi, dây nhợ mà hả, đeo băng nước biển á mọi người, truyền một người ta truyền một lần một bình, Phúc truyền một lần là 3 bình, mỗi một bình là một cái loại khác nhau, là nó sẽ có 3 cái đường truyền vô như vậy nè, mà hả nó còn kêu mình tập 4 người, nó thật sự là rất là mệt, nhưng mà cũng bực mình mà cũng mất cười nữa. Trời, giỡn gì mà giỡn, gì mà cái kiểu gì mà ác dữ vậy. Nhưng mà trộm vía là cái lúc mà quay hình thì sức khỏe nó khá là ổn và đã vượt qua được cái công đó. Hy vọng là lên hình thì nhìn thần thái nó không có bị quá quá là tệ.